Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 54. Chương 531, tiếng hót kinh người hai. Trên thực tế không chỉ riêng Hứa Thanh cảm thấy như vậy, toàn bộ đệ tử tham chiến sau khi lấy được ban thưởng thì tâm tình đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bắt đầu mua sắm rất nhiều vật dụng dùng để tăng lên tu vi cùng với chiến lực. Nhưng mà sự vui vẻ của đệ tử các ngọn núi cũng chỉ được kéo dài trong thời gian mấy ngày. Theo thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông lần nữa ra tay thách thức, thì nhiệt độ của đợt thách thức này lại tăng lên. Mà đợt thách thức này không chỉ có thiên kiêu của các tông ra tay. Lúc bọn họ tới, ngoại trừ Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông ra, những thiên kiêu của các tông khác đều không xuất hiện một mình nữa. Chẳng những có người vệ đạo đi theo, mà còn có một số nhân tài kiệt xuất ở trong tông môn đi theo hộ tống. Những nhân tài kiệt xuất kia mặc dù không bằng thiên kiêu, nhưng bọn họ cũng bắt đầu triển khai thách thức đối với đệ tử không phải điện hạ của các ngọn núi. Thắng bại đều có nhưng tổng thể mà nói thì Liên minh Bảy Tông vẫn nhỉnh hơn. Nhưng mà, không có ai thách thức Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh ở trong khoảng thời gian này đã phá hủy rất nhiều cứ điểm của Dã Cừu và bắt rất nhiều người. Dưới tình huống như vậy thì quá trình tu hành của hắn cũng càng ngày càng thuận lợi, đạo pháp khiếu thứ 89 cũng đã sắp được mở ra. Hắn còn mua rất nhiều độc thảo để thử nghiệm luyện lại khỏa độc đan kia. Đồng thời tiểu hắc trùng của hắn cũng đang không ngừng được thử nghiệm dung nhập vào trong khỏa độc đan, cũng đã xuất hiện nhóm độc trùng thứ 3 thành công còn sống. Số lượng của nhóm độc trùng thứ 3 này chỉ có 6 con. Dùng mắt thường thì không thể nhìn thấy được, Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng với cảm nhận từ trên huyết dịch của mình mới có thể cảm thụ được sự hiện hữu của bọn nó. Đồng thời màu sắc của nhóm tiểu độc trùng sống sót đợt thứ 3 này cũng được cải biến càng thêm rõ ràng. Màu sắc của chúng nó đã trở nên rất nhạt, đồng thời cái đầu cũng nhỏ bé hơn không ít, mà độc tính ẩn chứa trong đó lại càng nồng đậm hơn, thậm chí còn mơ hồ có một tia đặc tính của khỏa độc đan. Điều này khiến cho Hứa Thanh giống như nhặt được chân bảo, lập tức cầm 6 con tiểu trùng nhóm thứ 3, cẩn thận mượn nhờ thân thể của thành viên Dã Cừu để bắt đầu nuôi dưỡng. Đồng thời trên phương diện nghiên cứu hắn cũng có rất nhiều ý nghĩ mới, cũng gieo xuống càng nhiều dược thảo và độc thảo để cải biến huyết nhục trong cơ thể của thành viên Dã Cừu, khiến cho nhóm hạt giống tiểu hắc trùng thứ 3 sau khi thôn phệ thì số lượng không ngừng được bổ sung trở lại, mà còn trở nên càng thêm ưu dị. Hứa Thanh cảm thấy quá trình này giống như là nghiên cứu học vấn vậy, cho nên hắn rất nghiêm túc quan sát, cũng ghi chép rất toàn diện, mỗi lần có thêm chút thu hoạch thì hắn đều rất là vui mừng. Nhưng loại hành vi này của hắn, đối với thành viên Dã Cừu trong đại lao mà nói thì chính là một tràng cảnh nơi địa ngục mà nhân sinh chưa từng nhận thức được. Trước đây phần lớn bọn họ đều cảm thấy bản thân mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng từ sau khi nhìn thấy hành vi của Hứa Thanh, bọn họ mới cảm thấy sự tàn nhẫn của mình vẫn không hề coi vào đâu. Mà bên trong nhân sinh của bọn họ, những dưỡng bảo nhân không nghe lời bị bọn họ hành hạ đến chết. Cùng với những cách chơi biến thái sau khi hứng thú đối với những dưỡng bảo nhân đã chết thì bây giờ tựa như gặp phải nhân quả tuần hoàn ở nơi này. Vì vậy, trong đại lao của bộ hung ti lần lượt vang lên những tiếng kêu và rên rỉ thê lương thảm thiết. Tuy phần lớn đệ tử bộ hung ti ở phía ngoài cũng đều đã quen thuộc với việc này nhưng vẫn không dám tới quá gần. Nhất là lần này Hứa Thanh là người tổng phụ trách của việc truy bắt Dã Cừu. Lúc trước hắn còn lập uy bằng cách ra tay trấn áp Tư Mã Lăng cùng với đưa lệnh cấm đi lại ban đêm, cho nên lúc này chỗ của hắn cũng không xuất hiện. Việc mà phạm nhân của bộ hung ti ngọn núi thứ 7 không còn, thì những bộ hung ti của ngọn núi khác không đưa phạm nhân tới nữa. Thế cho nên mỗi ngày bộ hung ti của các ngọn núi khác đều liên tiếp đưa tới rất nhiều phạm nhân qua chỗ hắn, đồng thời chủ thành đã bị phong tỏa. Dã Cừu bên trong cũng không trốn thoát được nên chỉ có thể không ngừng ẩn nấp. Tất nhiên lần truy bắt này vẫn còn đang tiếp tục. Có thể tưởng tượng sau lần này, Dã Cừu nhất định sẽ phải chịu tổn thất cực lớn ở trong Nam Hoàng Châu. Cứ như vậy, nhờ số lượng thành viên Dã Cừu đầy đủ để nghiên cứu, tiến triển nghiên cứu của Hứa Thanh cũng tăng rất nhanh. Về phần hồn của Dã Cừu thì Hứa Thanh cũng không hề lãng phí. Dù hồn lực rất yếu nhưng bù lại là số lượng nhiều, tổng thể lại vẫn có chút hiệu dụng, sau khi bị hắn luyện hóa đã trở thành lực lượng mở ra pháp khiếu cho bản thân. Mà hung danh của hắn cũng bởi vì những tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đại lao bộ hung ti truyền ra, khiến cho toàn bộ thành viên Dã Cừu đang ẩn giấu trong chủ thành nghe thấy đều rợn cả người. Mà trong khi Hứa Thanh đang đi từng bước,
vừa mở pháp khiếu vừa tăng lên uy lực tiểu hắc trùng của mình, chờ đợi sau khi thành công toàn bộ thì bản thân của hắn cũng hoàn toàn thuế biến. Thì trên đỉnh ngọn núi thứ nhất, trong quảng trường cực lớn, Thánh Quân Tử đang đứng ở đó nhàn nhạt mở miệng. Bọn ngươi, quá yếu. Trong giọng nói trầm thấp của gã mang theo một chút thất vọng, xung quanh gã thình lình nằm 8 vị điện hạ của ngọn núi thứ nhất. Ngô Kiếm Vu cũng ở trong đó, sắc mặt mỗi người đều vô cùng trắng bệch, từng người tràn ra máu tươi và trong lòng mang theo tâm tư phức tạp, cũng mang theo sự chấn động mà nhìn qua Thánh Quân Tử phi phàm tuyệt luân được trăng sáng chiếu rọi. Chiếc ô trên đầu tràn ra ánh sáng 7 màu buông xuống, tiếng gió vang vọng và phía sau còn có quái điểu thân xanh đuôi đỏ mơ hồ ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh tê minh, khiến cho gió đen quét ngang bát phương. Cách đó không xa, còn có đại điện hạ vừa mới xuất quan của ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt của đại điện hạ trắng bệch, khóe miệng cũng có máu tươi. Tu vi của người này đã đột phá đến mở thiên cung của cảnh giới kim đan, nhưng cũng chỉ là vừa vặn đột phá nên y còn chưa kịp ẩn dưỡng thần hoa trong thiên cung, vừa xuất quan liền phải đi ra đánh một trận. Nhưng cũng không có biện pháp nào để tiếp tục trì hoãn, bởi vì ẩn dưỡng thần hoa cũng phải cần tốn thời gian rất lâu, mà bây giờ ngọn núi thứ nhất đã bị một mình Thánh Quân Tử trấn áp, ngay cả đại điện hạ cũng bại. Mà điều nhục nhã nhất đó là Thánh Quân Tử để cho 9 vị điện hạ đồng loạt ra tay, nhưng 9 người toàn bộ cùng thất bại, khó có thể chiến thắng, thật không thú vị. Thánh Quân Tử mặt không cảm xúc, gã cảm thấy lần này tới Thất Huyết Đồng rất là nhàm chán, vì vậy ánh mắt hơi nhìn về phía ngọn núi thứ 7, sau khi nhìn liền lắc đầu. Gã quay người nhoáng một cái rời khỏi đỉnh núi ngọn núi thứ nhất, đi về Hoàng Cấm ở xa xa. Phía sau của gã, 3 vị vệ đạo tu vi kim đan lặng lẽ đi theo. Con tiểu kê tước kia cũng hiểu được đạo ẩn nấp, cũng có đầu óc đấy, hy vọng hắn có thể lớn nhanh lên, như vậy khi nuốt vào mới tính là một món điểm tâm nho nhỏ ngon miệng. Mà giờ khắc này trước khi Thánh Quân Tử đi xa, trên đỉnh ngọn núi thứ 7, dưới ánh trăng, Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông liên minh 7 tông với thần sắc ngạo nghễ, đi từng bước trên bậc núi ngọn núi thứ 7. Hôm nay, Hoàng Nhất Khôn ta khiêu chiến ngọn núi thứ 7. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 532, ngọn núi thứ 7 có yêu quái 1. Suốt khoảng thời gian này, ngọn núi thứ 7 một mực không bị bất cứ thiên kiêu nào của liên minh 7 tông đến thách thức, nhưng vào đêm hôm nay, rốt cuộc ngọn núi thứ 7 đã nghênh đón người đầu tiên tới khiêu chiến. Người tới thách thức chính là Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông thuộc liên minh 7 tông. Từ xa nhìn lại, toàn thân Hoàng Nhất Khôn mặc trường bào màu tím nạm vàng, dáng người dưới ánh trăng vô cùng hoa lệ phi phàm, thân sắc lãnh ngạo và khí thế như cầu vồng. Toàn bộ 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể đều được mở ra, cả người tràn ngập hỏa diễm, lúc này trong thân thể gã như có một phiến thế giới đang bị lửa hừng hực thiêu đốt vậy. Nhất là cánh tay phải còn bọc theo một cái bao tay màu đỏ khiến cho hết thảy ánh sáng 4 phía đều hội tụ tới. Ngay cả ánh trăng sáng trên bầu trời vào thời khắc này cũng không ngừng hội tụ tới cánh tay phải kia. Tất cả cảnh tượng tạo thành một người đứng trên bậc thang của ngọn núi thứ 7, khí vũ hiên ngang trông vô cùng rực rỡ. Chỉ là ngọn núi thứ 7 mà thôi. Hoàng Nhất Khôn nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm mà bước từng bước một đi lên trên bậc thang, thậm chí gã còn có tâm tình nhàn nhã, vừa đi vừa quan sát cảnh trăng dưới núi. Chỉ là đáy lòng của gã cũng hơi có một chút kỳ quái, bởi vì ngọn núi thứ 7 này cũng quá yên lặng rồi. Tuy lúc này là ban đêm nhưng toàn bộ thân núi lại không có bất kỳ ánh sáng từ ngọn đèn nào chiếu ra. Cũng không có bất kỳ khí tức đệ tử nào tràn ra, giống như cả ngọn núi này là một ngọn núi không người vậy. Điều này khác với thứ mà gã tưởng tượng ra khi tới khiêu chiến. Bình thường tới khiêu chiến đều sẽ có rất nhiều đệ tử vây xem mới phải chứ. Trước khi tới gã cũng đã đưa chiến thư tới trước rồi, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đệ tử đến xem thế nào, nhưng giờ phút này cả tòa ngọn núi thứ 7 lại không một bóng người. Cảm thấy thua sẽ khó chấp nhận, cho nên không muốn để cho người khác nhìn thấy chứ gì. Hoàng Nhất Khôn cười lạnh, bước từng bước một đi tới vị trí giữa sườn núi, chỗ đó chính là mục tiêu đầu tiên mà gã lựa chọn khiêu chiến vào tối nay. Cũng chính là Tam, điện hạ của ngọn núi thứ 7. Hoàng Nhất Khôn dự định dùng thời gian một đêm, bắt đầu khiêu chiến từ Tam điện hạ, tiếp theo là Nhị điện hạ, cuối cùng là Đại điện hạ,
một đêm chiến xong thì ngày mai thông tin sẽ vang động bốn phía. Lúc này theo gã đến gần, rốt cuộc gã cũng thấy được bóng người đầu tiên. Đó là một thanh niên, người này ngồi trên một tảng đá lớn, đang nghiêng đầu dựa vào trước bộ ngực sữa của một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Người này mặc một thân đạo bào màu tím, đỉnh đầu đội một cái mũ trắng thật cao, phía trên thêu một chữ cấm, cả người trông rất gầy còm, bộ dạng như bị tử sắc hút hết sức sống. Người này chính là Tam Điện Hạ. Bên người Tam Điện Hạ còn có mấy thị nữ dị tộc, có người đang bóp chân cho y. Hai bên mắt đi mày lại không ngừng tán tỉnh lẫn nhau, thi thoảng còn có vài tiếng thở gấp khiến cho không khí vô cùng tà mị. Phát hiện Hoàng Nhất Khôn đã đến, Tam Điện Hạ ngẩng đầu với đôi mắt có chút quầng thâm, tủm tỉm cười nhìn tới đối phương. Sao bây giờ người mới đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hoàng Nhất Khôn liếc mắt nhìn Tam Điện Hạ, bước chân chợt dừng lại. Gã cảm thấy việc này không hề bình thường, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác trước đó chưa từng có. Gã phát hiện mình không nhìn thấu tên Tam Điện Hạ này, trên đỉnh đầu đối phương còn có một chữ cấm, tựa hồ là một tầng phong ấn. Mà đồng thời gã cũng không biết tại sao, từ lúc tới gã luôn cảm thấy phía sau mình mơ hồ có chút phát lạnh, có một cảm giác giống như bị một con độc xà tập trung vậy. Mà con độc xà này còn tạo cho gã một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, gã chỉ từng cảm thụ qua một chút từ trên người của những vị hộ pháp, điều này khiến cho hô hấp của gã có chút dồn dập. Nhất là khi ánh mắt của gã đảo qua mấy người thị nữ kia, gã phát hiện ra vị đang được Tam Điện Hạ nằm ở trên bộ ngực sữa có chút quen mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hoàng Nhất Khôn chợt trợn to vì gã nhận ra đối phương, người này chính là tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn. Cũng là một trong ba vị nữ tu lần này đi đến Thất Huyết Đồng, còn có tu vi bốn đoàn mệnh hỏa. Chỉ là bây giờ trên người nữ tử này không hề có bất kỳ cảm giác lãnh ngạo nào, lúc nhìn qua Tam Điện Hạ thì ánh mắt vô cùng sùng kính và cực kỳ nhu thuận. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn lập tức hít vào một ngụm khí lớn, gã cảm thấy lần này mình khiêu chiến có chút qua loa, vì vậy lập tức lui ra phía sau vài bước và cười khan một tiếng. Hôm nay ta vẫn chưa có chuẩn bị tốt, tạm không thách thức, cáo từ nha. Nói xong Hoàng Nhất Khôn vừa muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh Tam Điện Hạ vậy mà lại tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện đã thình lình đứng ở trước mặt Hoàng Nhất Khôn, một hơi bắt được tay phải của gã. Loại tốc độ này khiến cho con ngươi Hoàng Nhất Khôn co rụt lại, mà tay phải bị bắt cũng khiến cho sắc mặt của gã đại biến. Điều làm cho tâm thần của gã càng thêm hoảng sợ, đó là rõ ràng gã không cách nào phản kháng. Tựa như gã ở trước mặt đối phương chỉ như một con gà con thôi vậy, điều này khiến cho gã lập tức đổ mồ hôi trán, cấp tốc mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, Ngọn núi thứ 7 có yêu quái 2. Không cần khẩn trương, lần này ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Tam Điện Hạ cười tủm tỉm mở miệng. Hoàng Nhất Khôn sững sờ. Tam Điện Hạ mắt thấy như thế, lông mày nhướng lên. Người này thật là không có quy củ. Được rồi, ta giải thích với ngươi một chút, ngươi hẳn là đánh không lại ta đấy. Nhưng ta biết rõ ngươi ở Huyền U Tông rất khổ sở, thật ra mọi người đều là người một nhà sẽ không làm khó dễ nhau. Hết thảy đều vì sinh ý mà thôi, ta cũng không gạt ngươi, giá thị trường là 1.000 vạn linh thạch, ngươi cho ta thì ta nhận thua. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ biểu diễn việc này thật là tuyệt vời cho người ta xem. Ta có thể công khai nói ra là bị ngươi đánh bại, thậm chí còn có thể cho ngươi lưu ảnh làm kỷ niệm. Cho ngươi nở mày nở mặt mà trở về, rất tốt. Hoàng Nhất Khôn nghe đến đó thì đôi mắt trợn to, theo bản năng lắc đầu. Tam Điện Hạ đang cười ha hả, bộ dạng sinh ý thật dễ làm. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn lắc đầu thì nụ cười của y vẫn không đổi. Nhưng lời nói ra lại làm cho tâm thần Hoàng Nhất Khôn nổ vang. Không đồng ý ư? Không sao, vẫn có thể thương lượng, ngón tay này của ngươi không tệ, lấy ra gán nợ là được. Nói xong Tam Điện Hạ không đợi Hoàng Nhất Khôn vùng vẫy, liền trực tiếp giặc giặc một tiếng, tách ra ngón trỏ của Hoàng Nhất Khôn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra từ trong miệng Hoàng Nhất Khôn. Tam Điện Hạ vung tay lên thì một cỗ đại lực lập tức tản ra, Hoàng Nhất Khôn trực tiếp bị đánh bay ra thật xa rơi vào trên bậc núi. Oanh một tiếng, Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi và sắc mặt trắng bệch,
thân sắc mang theo hoảng sợ vô cùng, vừa muốn nhìn sang thì bên tai lập tức truyền đến âm thanh cười ha hả của Tam Điện Hạ. Ngươi thắng, không tiễn nha. Hoàng Nhất Khôn nghe vậy liền giật mình một cái, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay phải rực rỡ của mình. Nguyên bản bàn tay 5 ngón, bây giờ đã thành 4 ngón, một cỗ cảm giác bi phẫn lập tức từ trong lòng xông thẳng tới đỉnh đầu. Đây là cường đạo. Bi phẫn mãnh liệt khiến cho Hoàng Nhất Khôn cảm thấy trước mắt cũng có chút mơ hồ. Nhất là nghĩ đến mình đã dùng tích góp cả đời để chế tạo ra 5 ngón tay này, cứ như vậy liền tặng không một ngón, trong lòng của gã lập tức rỉ máu. Nhưng gã không dám đi đòi lại, tên Tam Điện Hạ kia thật đáng sợ, người này khiến cho gã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Trong lúc chỉ dám âm thầm oán giận, gã hơi nhoáng một cái thân thể muốn bay lên không đi thật xa, nhưng nhớ tới các ngọn núi trong Thất Huyết Đồng đều cấm bay, vì vậy tâm tình càng thêm đau khổ, chỉ có thể cất bước đi về phía dưới núi. Gã không muốn ở lại trên ngọn núi thứ bảy. Chỉ là đi tới đi lui, gã lại nhìn thấy một người. Một nữ nhân cường tráng cao lớn đang khoanh chân ngồi trên cái ghế đá cách đó không xa. Chẳng những thân hình đối phương cao lớn mà cơ bắp toàn thân còn giống như sắp muốn nổ ra rồi vậy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh trên người, nhất là thanh đại kiếm được cắm ở một bên, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy mà giật mình. Đại kiếm dài hơn một trượng và rộng đến một xích, toàn thân đen nhánh đồng thời bên trên còn tản mát ra sát khí kinh người. Người này chính là Nhị Điện Hạ nhận được chiến thư của Hoàng Nhất Khôn tối nay. Một màn này khiến cho trái tim Hoàng Nhất Khôn chấn động mãnh liệt, bước chân cũng tức khắc dừng lại. Mà nháy mắt khi gã dừng lại, Nhị Điện Hạ cũng mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Nhất Khôn. Trong một tích tắc toàn thân trực tiếp bạo phát ra một luồng khí huyết ngập trời, khiến cho bốn phía lập tức nhấc lên phong bạo, thân thể nửa bước kim đan. Cơn bão từ phía trước đập thẳng vào mặt, tất cả pháp khiếu trong cơ thể của Hoàng Nhất Khôn cũng đều rung động lắc lư, một cỗ khí thế hung mãnh cuồng bạo theo Nhị Điện Hạ đứng lên, lập tức bộc phát. Hoàng Nhất Khôn xém chút nữa hồn phi phách tán. Điều này, làm sao có thể, cái này là thứ nhân tộc có thể đạt tới được sao? Thứ này ngay cả những dị tộc có thiên phú luyện thể cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ thân thể đặc biệt thế này cơ mà. Đây là không tu mệnh hỏa mà lấy pháp khiếu để bồi dưỡng thân thể, chỉ đi theo đường luyện thể. Kể cả bên trong Liên Minh Bảy Tông cũng không nghe nói có vị đệ tử nào có thể làm được đến mức này. Toàn thân Hoàng Nhất Khôn run rẩy, mắt thấy Nhị Điện Hạ huyết khí thao thiên. Đi tới, gã cảm thấy nữ tử trước mắt này không thể chiến thắng. Uy thế không gì sánh kịp, vì vậy lập tức vội vàng hô to. Chờ một chút. Nhưng không đợi lời gã nói xong, sau một khắc Nhị Điện Hạ đã đến gần kề, đại kiếm quét ngang rồi trực tiếp hạ một kiếm xuống. Âm truyền nổ tung vang vọng khắp bát phương, một nén nhang sau Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy máu bầm bị cuốn ra ngoài. Sau khi rơi xuống thì bi phẫn trong lòng đã đạt đến cực hạn, chẳng những gã không dám quay đầu lại, mà còn nhanh chóng chạy trốn như điên. Bàn tay phải của gã lại mất đi một ngón, lúc này chỉ còn lại có 3 ngón tay. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi của ngọn núi thứ 7, trong một tòa lầu có 2 thân ảnh đang đứng ở nơi đó, chính là Thất Gia và người tôi tớ của lão. Thất Gia cũng đang chú ý tới một trận chiến này, mắt thấy tình huống như thế lão cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lão Tam là một tên hám lợi, vì một cái ngón tay mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bán đứng. Còn có lão Nhị nha, biết rõ nó là người lỗ mãng. Ai, nhưng mệnh của nó cũng thật tốt, tháng trước truyền âm cho ta, nói mình nhặt được một con đại bàng tộc mở thiên cung tu vi kim đan chuyên môn luyện thể. Đối phương đang bay trên trời thật ổn định, thế nào lại vừa đúng lúc Viêm Hoàng bay ngang qua, vì vậy bị Viêm Hoàng một đầu đâm chết. Mà sau khi nó nuốt kim đan của con đại bàng vào, vậy mà cũng thuận lợi chứ không bị bạo thể, ngược lại còn tấn cấp. Loại sự tình này, cũng chỉ có nó tin. Ngươi tin không? Người tôi tớ ở bên cạnh trầm mặc, đáy lòng cũng dâng lên sóng lớn ngập trời, một lát nói không ra lời. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 534, ngọn núi thứ 7 có yêu quái 3. Cùng lúc đó Hoàng Nhất Khôn đang chạy như điên xuống núi, không ngừng phun ra máu tươi, thân sắc trần ngập bi phẫn, nhất là nhìn tới. Bàn tay của mình lúc này chỉ còn lại 3 ngón tay rực rỡ, việc này khiến cho gã có một loại kích động muốn khóc thật to.
đáng lẽ ta không nên tới khiêu chiến, quá ức hiếp người rồi. Sức mạnh thân thể nửa bước kim đan, đặt người này ở bên trong liên minh bảy tông cũng sẽ thành tồn tại không mấy người dám đi trêu chọc, ta cũng đã nhận thua. Vậy mà ả vẫn đánh. Hơn nữa, những điện hạ của ngọn núi thứ bảy này đều không phải là thứ tốt mà rất biết ẩn giấu, lão tam kia như độc xà khiến ta nhìn không thấu. Nói y là kim đan ta cũng tin, lão nhị thì toàn thân quái lực đáng sợ tột cùng, hơn nữa vậy mà bọn họ đều muốn tách ngón tay của ta. Trong bi phẫn, Hoàng Nhất Khôn với khuôn mặt ứ máu vừa đi tới chân núi đang muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo gã chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên con đường nhỏ phía trước bỗng có một người thanh niên mặc đạo bào màu xám đi tới, thanh niên này miệng vừa ăn táo vừa giơ tay lên chào hỏi với gã, trên mặt còn cười tủm tỉm. Nhất Khôn, sao lại như thế này, bị lão nhị nhà ta đánh sao? Ngươi là ai? Hoàng Nhất Khôn lập tức run lên, da đầu gần như muốn nổ tung, trực giác nhạy cảm báo cho gã biết. Trên thân người trước mắt này còn tồn tại lực lượng kinh khủng và siêu việt hơn cả tam điện hạ cùng nhị điện hạ. Trong mắt của gã thì dường như đối phương không phải người, mà là một hung thần quỷ dị khoác lớp da người bên ngoài. Vậy mà ngươi không biết ta sao? Ta là hảo hữu với ca ca Hoàng Lệnh Phi của ngươi, gã không nói gì về ta cho ngươi hả? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hoàng Nhất Khôn. Không cần khẩn trương nha. Đội trưởng nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn khẩn trương như vậy, thở dài một hơi và trong mắt mang theo một chút cảm giác cùng chung mối thù. Đây là do lão nhị và lão tam đánh đúng không? Quả thực hai người bọn họ có hơi quá đáng. Đội trưởng lắc đầu với bộ dạng rất tức giận, còn thuận tay ném cho Hoàng Nhất Khôn mấy quả đan dược. Nhưng Hoàng Nhất Khôn vẫn cảnh giác như trước, lúc này hô hấp của gã dồn dập muốn rời khỏi nhưng lại không dám, đồng thời cũng đã suy đoán ra thân phận của đối phương. Đại điện hạ, không nên xưng hô như vậy, quá khách khí rồi, gọi ta là đại sư huynh là được, ta không giống với lão nhị cùng lão tam và một vài tên khác. Nụ cười của đội trưởng ôn hòa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng mở miệng. Đại sư huynh, Hoàng Nhất Khôn chần chừ một chút, thấp giọng mở miệng. Thế này mới đúng, ngươi không nên lo lắng nhé, tới đây, ta tiễn ngươi xuống núi. Đội trưởng cười tủm tỉm mở miệng. Không cần, tự ta có thể. Trái tim Hoàng Nhất Khôn càng lúc càng run rẩy. Vậy cũng được, ta sẽ không tiễn nữa. Đúng rồi, tiền mấy khỏa đan dược vừa rồi, còn phải phiền sư đệ ngươi trả cho ta một chút, một ngón tay là đủ rồi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong con mắt kia rõ ràng mơ hồ nổi lên khuôn mặt của gã. Gương mặt kia cũng từ từ nhắm hai mắt, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ dữ tợn và đói khát vô cùng. Ngay khi luồng đói khát này khuếch tán từ trên người đội trưởng, Hoàng Nhất Khôn phát hiện tâm thần của mình chấn động mãnh liệt, trong lòng hiện lên nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung. Mắt thấy đội trưởng tới gần thì gã lập tức rút lui, nhưng không đợi gã chạy trốn, chỉ thấy hoa mắt một cái và một tiếng giặc giặc vang lên, ba ngón tay của gã. Chỉ còn lại hai ngón, bị đại điện hạ gặm đứt một ngón. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã bất chấp ngón tay bị gặm mà điên cuồng bỏ chạy. Đội trưởng nhìn thấy như thế, chỉ ước lượng ngón tay rực rỡ như tử kim trong tay của mình, mỉm cười. Đứa nhóc này chơi không vui chút nào, vẫn là tiểu thanh nhà ta thú vị. Trên đỉnh núi Thất Gia cũng nhìn thấy một màn này, lão hài lòng gật nhẹ đầu. Trong mấy người đệ tử, chỉ có lão đại là biết giảng đạo lý. Người tôi tớ bên cạnh nghe vậy liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Gã không nhìn ra đại điện hạ nói đạo lý như thế nào. Nhưng mà như vậy cũng không công bằng, lão đại lão nhị lão tam đều có ngón tay, lão tứ không thể không có. Thất Gia bỗng nhiên mở miệng, giơ tay phải vung lên. Ở dưới chân núi, tên thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông đang chạy như điên đến, sau khi bị đội trưởng hoàn toàn hù dọa thì bi phẫn và hoảng sợ tràn đầy trong lòng. Lúc này thân thể của gã đột nhiên bị một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống cuốn lên. Tâm thần của gã dấy lên chấn động trước đó chưa từng có, cả người hầu như muốn hồn phi phách tán, mà luồng cuồng phong không cách nào chống cự này cũng trực tiếp ném gã văng đến phía bến cảng số 176. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể Hoàng Nhất Khôn oanh một tiếng, đập vào trước cửa lớn của bộ hung ti bến cảng số 176. Toàn thân Hoàng Nhất Khôn mệt mỏi rã rời, trong đầu tràn ngập hỗn loạn, nhưng không đợi gã thấy rõ bốn phía đã nghe được sau lưng truyền tới thanh âm thanh thúy kèm theo kinh ngạc của một thiếu nữ. Ai vậy? Đột nhiên bay tới trước mặt ta, muốn tập kích ta sao? Hừ, lén lén lút lút,
nhìn qua liền biết không phải là người tốt, tiểu bì, trấn áp. Hoàng Nhất Khôn chợt thanh tỉnh, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến kinh tâm động phách lập tức điên cuồng bộc phát bên trong đầu, gã không chần chừ chút nào mà theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng vẫn đã chậm, nháy mắt một cái một chiếc xúc tu to lớn trống rỗng xuất hiện, lực lượng kim đan bộc phát cuốn gã lên dễ như trở bàn tay. Ngay tức thì gã bị khí tức kim đan bên trong chiếc xúc tu chấn động, cả người phun ra máu tươi bị chấn áp lâm vào hôn mê. Mà trước khi hôn mê, gã còn mơ hồ nghe được giọng nói của thiếu nữ vang vọng ở bên người. Không tệ không tệ, rất thích hợp để đưa tới cho Hứa Thanh ca ca làm thí nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 535, trong, mắt có người một. Lúc này bên trong đại lao bộ hung ti, Hứa Thanh đang cúi đầu nghiên cứu một tên thành viên của Dạ Cừu. Hắn đang cẩn thận kiểm tra độc thảo lúc trước của mình, tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó có thể khiến cho màu sắc của tiểu hắc trùng lại biến thành sẫm hơn. Nếu như tìm được nguyên nhân, phải chăng có thể dùng dược lực trái ngược lại, khiến cho độ bền bỉ của tiểu hắc trùng tăng cao? Hứa Thanh vừa thăm dò vừa trầm ngâm. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới quá trình nghiên cứu của Hứa Thanh. Cứ như vậy một nén nhang trôi qua, Hứa Thanh tiện tay rút ra hồn của tên thành viên Dạ Cừu đã tử vong, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh hắn liền nhăn mày lại nhìn ra phía cửa đại lao. Cửa đại lao bị đẩy ra một khe hở, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo sự ngượng ngùng của thiếu nữ thò vào, mà thiếu nữ cũng nhanh chóng tiến vào nhà tù. Thiếu nữ ước chừng 16 đến 17 tuổi, mặc một thân thanh sam đang cười tươi như hoa, da tay trắng bóc như ngọc, tay phải còn quấn quanh một con tiểu trưng ngư. Thiếu nữ này chính là Ngôn Ngôn. Lúc này, con tiểu trưng ngư trên tay nàng đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh với vẻ bất thiện, nhưng hình như cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ánh mắt giả bộ như không phát hiện. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn vui vẻ duyên dáng gọi to một tiếng và nhanh chóng bước đến bên người Hứa Thanh, nhìn thi thể bị mổ thông suốt ở một bên, mắt nàng lập tức sáng lên. Hứa Thanh ca ca, ta không quấy rầy ngươi, ta đứng ở bên cạnh nhìn là được. Hứa Thanh nhăn mày lại, đang muốn cự tuyệt. Hứa Thanh ca ca, vừa nãy ta còn bắt được tội phạm truy nã nữa đấy, ta tính học tập cùng ngươi một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau lấy gã ra chơi đùa nha. Mắt thấy Hứa Thanh muốn cự tuyệt, Ngôn Ngôn lập tức vội vã mở miệng và phất tay ra lệnh tiểu trưng ngư phun ra một cái bong bóng khí. Bong bóng khí này nhanh chóng biến lớn cuối, cùng vỡ vụn rơi ra thân ảnh Hoàng Nhất Khôn từ bên trong. Theo Hoàng Nhất Khôn xuất hiện, vô số tiểu hắc trùng mắt thường khó thể nhìn thấy tràn ngập ở trong không khí bốn phía bị Hứa Thanh bồi dưỡng ra liền im hơi lặng tiếng bay qua. Giống như chỉ cần Hứa Thanh ra lệnh một tiếng thì chúng nó sẽ lập tức ập tới người này. Hứa Thanh chú ý đến trên người Hoàng Nhất Khôn, lập tức nhận ra và cũng thấy được thương thế mới lạ từ trên người đối phương. Cũng nhìn thấy năm ngón tay rực rỡ vốn có ở trên bàn tay phải của tên này bây giờ chỉ còn lại một ngón cái cùng ngón út. Ba ngón giữa đã không còn, lúc này bàn tay của gã quả thật giống như ký hiệu chữ ngưu vậy. Thân sắc Hứa Thanh cổ quái, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tiểu hắc trùng tràn ngập ngoài thân thể Hoàng Nhất Khôn lại có chút dị động. Trong mắt hắn cũng lập tức lộ ra một tia quang mang kỳ lạ nhìn về phía tóc của Hoàng Nhất Khôn. Về phần Hoàng Nhất Khôn, sau khi bị ném một cái xuống đất liền tỉnh lại, từ đầu trong mắt vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi gã nhìn thấy rõ bốn phía, cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn trầm mặc, gã nghĩ tới mấy ngày hôm trước mình còn đứng ở trước mặt đối phương nói những lời kia, lại nghĩ tới tràng cảnh đêm nay mình vừa trải qua. Lúc này gã chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác phức tạp không cách nào hình dung trong lòng. Sau đó cỗ phức tạp này liền hóa thành bi phẫn trước đó chưa từng có. Gã muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng thân thể lại bị trói buộc, không cách nào giãy giụa. Ngươi đi thách thức ngọn núi thứ bảy rồi hả? Gã không muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thanh muốn hỏi. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, gã không muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo gã liền thấy được mặt đất bốn phía tràn ngập máu tươi cùng với rất nhiều thi thể với tử trạng thê thảm ở bên cạnh. Một màn này lập tức khiến cho gã vốn dĩ trải qua một đêm hành hạ, tâm thần đã trở nên yếu ớt. Lúc này lại dấy lên, sóng lớn ngập trời, ánh mắt nhìn Hứa Thanh và Ngôn Ngôn cũng lộ ra hoảng sợ. Nhất là Ngôn Ngôn lúc này lại lần nữa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, người này rất xấu đó,
rơi từ không trung xuống hình như là muốn tập kích ta. Đúng rồi, không nói về gã nữa, Hứa Thanh ca ca, từ khi ngươi không tới Đại Lao tìm ta thì ta một mình thật là nhàm chán. Mỗi ngày đều trông ngóng ngươi tới chơi, hơn nữa dạo gần đây ta cũng đã nghiên cứu ra một vài cách chơi rất thú vị. Nói xong Ngôn Ngôn vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện rất nhiều bình thuốc, bên trong đều là độc dược, đồng thời còn có một cái kệ rất lớn cũng phịch một cái rơi xuống đất. Trên cái kệ rõ ràng là đủ loại dụng cụ cắt gọt, cong có, thẳng có, dài có, ngắn có, còn có cả xoắn ốc, đủ thứ trọn vẹn hơn 10 loại, đồng thời còn có khóa sắt, móc, khoan, ưa. Đầy đủ tất cả. Hứa Thanh quét mắt tới. Hứa Thanh ca ca, ngươi xem này, ta đã chuẩn bị xong hết, chúng ta hạ độc gã trước hay là phanh thây gã trước, nhìn xem pháp khiếu của gã có hình dáng gì. Hơn nữa chúng ta làm như thế nào mới có khiến cho gã kêu êm tai hơn một chút nhỉ, giống như mấy trăm người đoạn thời gian trước vậy đó. Giọng nói của Ngôn Ngôn cực kỳ ngọt ngào, làm cho người ta vừa nghe xong chỉ từ thanh âm sẽ cảm thấy có phần thoải mái dễ chịu. Nhưng nếu nghe kỹ nội dung trong lời nói thì có thể cảm thụ hoàn toàn trái lại. Nhất là con ngươi sáng ngời trong suốt, chân mày lá liễu cong cong và lông mi thật dài hơi khẽ run, hình như lúc nàng nói ra lời này thì nội tâm của nàng vô cùng vui vẻ. Một màn này liền khiến cho Hoàng Nhất Khôn đang nằm dưới đất bị hù dọa đến điên cuồng run rẩy, gã nhìn qua những dụng cụ cắt gọt kia rồi lại nhìn qua Ngôn Ngôn. Sau đó nhìn về phía Hứa Thanh hình như đang suy tư, lúc này gã bỗng cảm thấy nơi này chính là địa ngục nhân gian. Hứa Thanh ca ca, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào? Ngôn Ngôn nói, xong, cầm lấy một đạo dụng cụ cắt gọt giống như đang tìm kiếm vật nào tiện tay, đồng thời còn cẩn thận mang theo vẻ nịnh nọt đến gần hắn hỏi ý kiến. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu từ đâu vậy? Có muốn cắt đầu lưỡi của gã trước hay không? Ta nghĩ rằng như vậy có lẽ sẽ khiến âm thanh gã phát ra dễ nghe hơn một chút đấy. Lời này vừa ra, Hoàng Nhất Khôn rõ ràng đã bị trói buộc nhưng cả người vẫn kịch liệt run rẩy, sợ hãi trong ánh mắt đã đạt đến cực hạn, bên trong còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gã biết Ngôn Ngôn cho nên cũng biết đối phương là một người điên chuyện gì cũng làm được, mà một người điên như vậy lại lộ ra biểu cảm nịnh nọt trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh. Gã cảm thấy nơi này hình như còn đáng sợ hơn cả ngọn núi thứ bảy, nhất là gã nghĩ đến quá trình mình bị ném bay tới đây thì lại càng thêm hoảng sợ. Hứa Thanh ca ca, chúng ta nên bắt đầu chơi từ đâu đây? Ngôn Ngôn cắn môi dưới nhìn Hứa Thanh, trên làn da trắng nõn không tì vết lộ ra chút phấn hồng nhàn nhạt. Khẽ cắn đôi môi hơi mỏng như hai cánh hoa hồng mềm mại, rất nhanh đôi môi đã bị cắn rịn ra máu. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 536, trong mắt có người hai. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Ngôn Ngôn, mặc dù lúc trước đối phương trợ giúp bộ hung ti cũng có chỗ khác người, nhưng hắn cũng không có để trong lòng chút việc này. Nhưng hôm nay Ngôn Ngôn mang theo người này đến, Hứa Thanh cảm thấy có chút ý tứ. Thương thế của Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có chỗ bị trọng kiếm đánh vào, mà miệng vết thương trên bàn tay còn có dấu răng, có thể nghĩ đến tối nay đối phương hẳn là đã đi thách thức ngọn núi thứ bảy. Mà tiếng nổ mạnh phía ngoài lúc trước hắn cũng nghe thấy, nghĩ tới liền biết có người ném Hoàng Nhất Khôn này tới cho hắn. Người này vừa đi tới ngọn núi thứ bảy, quay lại liền chỉ còn hai ngón tay, điều này cũng chỉ có một giải thích. Hứa Thanh đã đoán ra đáp án. Nhưng bởi vì suy đoán ra đáp án, Hứa Thanh cũng cảm thấy đám điện hạ ngọn núi thứ bảy sẽ không đến mức ném Hoàng Nhất Khôn dính độc tới chỗ của hắn. Cái này là không cần thiết, mà độc trên người của Hoàng Nhất Khôn, ở ngay trên tóc. Loại độc này Hứa Thanh đã từng tiếp xúc qua, chính là loại độc làm cho người ta hấp dẫn các tồn tại đặc thù lúc trước của tên thiếu chủ nhân ngư tộc. Nhưng độc trên người Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có cấp độ cao hơn, đặc tính cũng mãnh liệt hơn, chỉ cần là người ở cạnh gã trong vòng 3 trượng liền có thể bị nhiễm. Và lại còn rất khó bị phát hiện, Hứa Thanh phát hiện ra được là bởi vì trước đó tiểu hắc trùng bỗng nhiên dị động cho nên hắn đã lập tức dò xét. Tuy trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác được hiệu dụng cụ thể của loại độc này, nhưng với tạo nghệ dược thảo của hắn thì đại khái đoán ra loại độc này ngoài tác dụng hấp dẫn còn dùng để khóa chặt và theo dõi đối phương. Nếu như thế, vậy đến cùng là ai hạ loại độc này? Trước mắt thì Ngôn Ngôn là người có hiểm nghi lớn nhất. Dù Ngôn Ngôn lúc trước luôn luôn biểu lộ ra bộ dạng bị hàng phục,
lại có một loạt các lời đồn đại về nàng. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy người thiếu nữ mặc hắc y có bộ dạng hung tàn và động một chút liền động thủ giết người lúc trước. Không phải là người chỉ đơn giản như vậy liền có thể bị người khác trấn nhiếp khuất phục đến trình độ như bây giờ. Cho nên trong lòng Hứa Thanh không hề tin tưởng chút nào đối với toàn bộ cử động của Ngôn Ngôn. Hứa Thanh ca ca, tại sao ngươi không nói chuyện vậy? Ngôn Ngôn cắn môi dưới máu lại càng chảy thêm ra, khiến cho khuôn mặt kiều diễm cũng tăng thêm vài phần yêu dị. Hứa Thanh thần sắc như thường, tay phải đột nhiên giơ lên, một phát bắt được cổ Ngôn Ngôn, dùng lực cực lớn khiến cho cổ trắng như tuyết của Ngôn Ngôn lập tức xuất hiện dấu hiệu máu ứ đọng. Sau khi kéo đến trước mặt của mình, hắn mở miệng nói từng chữ. Ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có một vị nãi nãi tốt, mà là do ngươi chưa chạm đến điểm mấu chốt của ta. Nhưng nếu như ngươi cứ mãi làm như vậy sẽ chạm đến điểm mấu chốt của ta đấy. Toàn thân Ngôn Ngôn chấn động, tiểu Trương Ngư trên tay vừa muốn tản khí tức ra nhưng Ngôn Ngôn lại nhanh chóng truyền ra thần niệm. Tiểu Bì, không được cản rỡ. Nói xong, rõ ràng nàng bị Hứa Thanh bóp cổ nhưng lại dùng sức cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhiễm máu liếm liếm bàn tay của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày dùng sức hất lên, ném Ngôn Ngôn tới trên vách tường bên cạnh, oanh một tiếng. Ngôn Ngôn ngã xuống từ bên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi nhưng trong đôi mắt nhìn về Hứa Thanh lại tràn đầy vẻ mê ly. Đúng rồi, chính là như vậy, Hứa Thanh ca ca, đây mới là bộ dạng khiến cho ta thích, trước đó ngươi thay đổi khiến cho ta còn thấy có chút không thích lắm. Một khi ta không thích ta sẽ chơi chết ngươi, đương nhiên ta biết ngươi có thể phát hiện ra, nhưng ta lại càng thích hành động của ngươi sau khi phát hiện ra hơn. Hoàng Nhất Khôn nằm ở bên cạnh nhìn thấy một màn thế này, lại càng run rẩy mãnh liệt hơn. Ngôn Ngôn này, đầu óc có vấn đề. Chuyện này Hứa Thanh cũng đã nhìn ra từ trước, lúc này lại nhìn ánh mắt mê ly cùng với đủ loại hành động vừa rồi của đối phương, hắn lại càng thêm xác định. Thế cho nên sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn, Hứa Thanh chú ý đến hai ngón tay còn lại của Hoàng Nhất Khôn đang run rẩy. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, đau buồn trong lòng trào dâng, gã biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng xuất thủ không phải Hứa Thanh, Ngôn Ngôn bên đó nhanh chóng bỏ tới rồi trực tiếp dùng sức tách ra, giặc giặc hai tiếng, liền tách hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn và vẻ mặt nịnh nọt đưa tới cho Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn bi ai, nhưng gã phát hiện hình như mình đã thích ứng loại cảm giác này, bây giờ bỗng thấy không, còn đau đớn giống như lúc đầu nữa. Hứa Thanh tiếp nhận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn, Ngôn Ngôn biết rõ ý tứ của Hứa Thanh nên vội vàng lui về phía sau một chút. Cách một trượng nhìn tới Hứa Thanh, giơ ngón tay của mình lên đặt vào trong miệng cắn một cái, máu tươi lập tức tràn ra, nàng run rẩy giơ lên rồi vươn tay tới phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hứa Thanh ca ca, ngươi ăn một miếng được không? Không có hứng thú. Hứa Thanh đáp lại với thái độ lãnh đạm, hắn vung tay phải và thân thể Hoàng Nhất Khôn lập tức bị cuốn lên rồi bị ném vào trong phòng giam một bên, nhẫn chữ vật của gã cũng bị Hứa Thanh thu vào. Tư Mã Lăng cũng không bị giam trong chỗ này, cho nên Thiên Kiêu bị giam ở đây cũng chỉ có một mình Hoàng Nhất Khôn. Nếu như đối phương lén lén lút lút, lại còn làm trái với quy định cấm đi vào ban đêm, tất nhiên phải bị giam giữ một thời gian. Làm xong những thứ này thì Hứa Thanh cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trên việc nghiên cứu tiểu hắc trùng. Hắn muốn khiến cho nhóm tiểu hắc trùng sống sót này có thể thăng hoa về chất. Ngôn Ngôn im lặng như con vịt ngồi xuống ở chỗ kia, đưa ngón quay về đặt vào miệng, vừa hút vừa nhìn qua Hứa Thanh, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười vui vẻ rạt rào. Nhưng những người trong này đều không biết, lúc này trong một tòa lâu trên đỉnh núi ngọn núi thứ bay, ánh mắt của Thất Gia có thể xuyên thấu qua hết thảy mọi ngăn cách, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra ở trong nhà giam. Lão tận mắt nhìn thấy từng hành động của Ngôn Ngôn, cũng nhìn thấy biểu hiện của Hứa Thanh, trên mặt cũng chậm rãi nở ra nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lão tứ quả thực không tệ, có phong phạm năm đó của ta. Tôi tớ ở bên nghe vậy liền cúi đầu, không nói chuyện nhưng đáy lòng thì đang lẩm bẩm, thầm nghĩ phong phạm của ngài bây giờ. Hình như còn không bằng tiểu hài tử. Dẫu sao hiện tại trong tông môn, rõ ràng rất nhiều nữ đệ. Tử có thiện cảm với tiểu hài tử, nhưng Thất Gia thì sao? Nhi nữ của lão tổ, cũng chính là phó phong chủ của Thất Huyết Đồng. Đã trở về mấy ngày rồi, nhưng từ sau khi quay về cũng không tới gặp Thất Gia dù chỉ một lần. Có thể nghĩ, hai người đạo lữ này mâu thuẫn cực sâu khó có thể hóa giải, vậy phong phạm của Thất Gia là dạng gì đây?
Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 537, Mệnh Hỏa Chiếu Rọi Thiên Cung. 1. Sáng sớm, sau khi trải qua một đêm thực nghiệm, Hứa Thanh nhìn qua ba cái bình nhỏ phía trước, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Đây là nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 mà hắn bồi dưỡng ra sau khi trải qua rất nhiều thực nghiệm trong đoạn thời gian này. Trên thực tế thì nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 này đã không thể dùng chữ tiểu hắc nữa rồi, màu sắc của chúng nó đã là đổi qua trạng thái hơi mờ. Và lại cái đầu vốn đã rất nhỏ, lúc này lại càng nhỏ hơn nữa, so sánh sự nhỏ hơn đó tựa như so trứng gà cùng hạt đậu phộng. Phải biết rằng tiểu hắc trùng lúc trước dùng mắt thường đã không cách nào thấy, coi như là dùng cảm giác cũng đều khó có thể phát hiện, mà bây giờ thì lại càng ẩn giấu đến độ kinh khủng. Cho dù Hứa Thanh bây giờ cũng cần phải dựa vào huyết dịch của bản thân để dẫn dắt mới có thể phát hiện ra chúng nó, lại càng không cần phải nói tới người bên ngoài. Ngoại trừ những cái này ra, những tiểu trùng này còn ẩn chứa độc tính nồng đậm hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian này nhờ Hứa Thanh không tiếc tiền điên cuồng mua sắm lượng lớn độc thảo thêm vào thực nghiệm. Bây giờ một khi chúng nó chui vào trong thân thể của địch nhân, bọn chúng cắn xé thì chất độc sẽ lập tức được phóng thích, sát thương của loại độc này phải gấp mấy lần trước kia. Dị chất bên trong cũng là như vậy, mà nhờ có Hứa Thanh không ngừng đưa bọn chúng tiếp xúc với khỏa độc đan, khả năng bền bỉ của bản thân những con tiểu hắc trùng này cũng đã sinh ra biến dị. Sau khi trải qua biến dị thì cơ thể của nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 đã ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi. Coi như đưa chúng nó vào trong nội đan của khỏa độc đan kia, chúng nó cũng vẫn có thể sinh tồn trong thời gian hơn 10 hơi thở. Chỉ tiếc là linh trí của chúng nó chưa đủ, nếu như có thể giả chết thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, trước mắt chúng nó cách mục tiêu hoàn toàn dung nhập vào trong nội đan của khỏa độc đan còn một khoảng. Bọn chúng vẫn chưa thể uẩn dưỡng và còn sống bên trong nội đan, ta vẫn không thể tự mãn, phải tranh thủ khiến cho chúng có thể hoàn toàn sinh tồn được trong nội đan mới được. Hứa Thanh nghĩ tới đây liền có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi sự tự mãn. Nhưng mà hắn cảm thấy chuyện này không phải không cách nào hoàn thành, dẫu sao bây giờ linh thạch trong túi của hắn rất sung túc, hoàn toàn có thể mua sắm những độc thảo quý giá với giá cả trên trời trong tông môn. Cứ tiến hành thử nghiệm như thế này, tương lai cuối cùng sẽ có thể thành công. Nghĩ tới đây trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, phất tay lấy ra hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Vuốt vuốt trong lòng bàn tay một phen, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn bây giờ đang hôn mê không hề nhúc nhích ở trong phòng giam. Người sống trong toàn bộ đại lao này, chỉ có hai người bọn họ. Về phần Ngôn Ngôn, khi sáng sớm trông thấy Hứa Thanh nhíu mày, mặc dù vẻ mặt không muốn nhưng nàng vẫn thức thời rời đi, mà Ngôn Ngôn rời đi thì Hứa Thanh mới cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút. Hắn không thích cảm giác bên cạnh có người xa lạ còn sống. Lúc này hắn nhìn qua Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, lấy ra ngọc giản truyền âm ra phía ngoài. Rất nhanh cửa đại lao cửa mở ra, tiểu tử Câm là người thứ nhất chạy vào, vừa tới liền cung kính cúi đầu trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn tiểu tử Câm, tu vi đối phương tăng lên vô cùng nhanh, bây giờ đã đến ngưng khí tầng 9 sắp tầng 10 rồi, vì vậy hắn phất tay lấy ra một khỏa đan dược ném tới. Tiểu tử Câm trong khoảng thời gian này rất cần cù nghiêm túc, Hứa Thanh đều nhìn thấy hết ở trong mắt. Cầm lấy đan dược, ánh mắt tiểu tử Câm lập tức phát ra tia sáng, nhìn qua Hứa Thanh chờ đợi hắn căn dặn. Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Hoàng Nhất Khôn. Đeo cho gã hơn 20 cấm pháp hoàn, mang đến giam chung một chỗ cùng Tư Mã Lăng. Tiểu tử Câm lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy tới, một tay nắm lấy cổ Hoàng Nhất Khôn hấp tấp rời khỏi đại lao, trước khi đóng cửa còn thả chậm động tác lại, khẽ đóng nhẹ cửa. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn, hai ngón tay này tỏa ra ánh sáng rực rỡ như tử kim. Bên trên còn tràn ra chấn động kinh người khiến cho sát hỏa nuốt hồn trong cơ thể của hắn cũng bị ảnh hưởng. Tự động lưu chuyển, hỏa diễm cũng tràn ra bên ngoài thân thể giống như muốn chiếu rọi hai ngón tay này. Không biết nên sử dụng vật này như thế nào, nhưng ta cảm giác cái này không thể dùng để mở ra pháp khiếu, mà giống như là vật để cho công pháp tiến giai. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một hồi liền xuất ra ngọc giản truyền âm hỏi ý kiến của đội trưởng. Không bao lâu, đội trưởng đáp lời. Ha ha Tiểu Thanh, kẻ đần kia cũng đi tới nơi của ngươi sao, ta cũng đã cân nhắc tới việc này, cho nên đã lưu lại cho ngươi hai ngón tay đấy. Ta nói cho ngươi biết, đây chính là huyền u chỉ đó nha, là đồ tốt,
tên Hoàng Nhất Khôn này đích xác là một thiên kiêu. Cũng có đại nghị lực và đại quyết tâm, thế mà có thể tạo ra tới 5 ngón huyền u chỉ. Lão đầu tử nói thứ này có thể khiến cho công pháp của ngọn núi thứ 7 chúng ta thuế biến, phương pháp cụ thể thì lão vẫn còn đang cân nhắc. Nhưng có lẽ rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thôi, một khi thành công sẽ là một trong công pháp riêng cho tự liệt của ngọn núi thứ 7 chúng ta. Hứa Thanh nghe vậy liền, không quan tâm tới ngón tay nữa, xuất ra túi chữ vật của Hoàng Nhất Khôn. Tên Hoàng Nhất Khôn này hình như hơi nghèo. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua nhẫn chữ vật, phía trên tương tự của Tư Mã Lăng đều có ấn ký riêng, nhưng nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn không hề có khảm bảo thạch, thoạt nhìn rất tầm thường. Lần này không cần Hứa Thanh can dặn, cái bóng thời khắc luôn lưu ý Hứa Thanh nên lập tức bay nhanh đến. Sau khi khiến cho ấn ký bên trên mặt nhẫn hao mòn một phen, chờ đến trình độ không sai biệt lắm thì nó vội vàng tràn ra cảm xúc nịnh nọt, lại rụt trở về. Hiển nhiên nó rất nhớ việc Hứa Thanh đã từng đáp ứng với nó. Hứa Thanh nói nếu như nó biểu hiện tốt thì hắn sẽ cho nó hấp thu mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ kia. Lần đầu tiên từ khi gặp cho tới nay, Hứa Thanh lộ ra một ánh mắt tán thưởng về phía cái bóng. Ánh mắt này cũng khiến cho cái bóng sừng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra kích động, thân thể cũng trở nên bất ổn, cái bóng trên mặt đất cũng nứt ra vài vết nứt, vui vẻ đến cực hạn. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông thì lại không vui rồi, lão là thân thể lôi hồn, lúc này cũng không khống chế nổi mà run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang ầm ầm bộc phát bên trong tâm thần của lão. Hứa Thanh hữu ý mà làm có vẻ như vô ý quét mắt liếc qua que sắt màu đen, sau đó giơ tay phải lên tản pháp lực ra. Sau khi tản pháp lực một vòng trên nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn mới mang theo cảm giác chờ mong cầm lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh liền nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chẳng lẽ tên Hoàng Nhất Khôn này là thiên kiêu giả? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa của nhà tù, đáy lòng rất là không vui. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 538, Mệnh Hỏa Chiếu Rọi Thiên Cung 2. Bởi vì bên trong nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn ngoại trừ mấy bình, bình lọ lọ và vài cái ngọc giản, linh phiếu chỉ có chưa tới 10 vạn, pháp khí thì một cái cũng không, về phần những vật khác làm cho Hứa Thanh chờ mong càng là không có. Hứa Thanh cảm thấy tùy tiện chọn một vị tu sĩ trúc cơ trong tông môn của mình thì đều có tiền hơn so với thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn với độ nghèo khó đến mức này. Nhưng khi Hứa Thanh nhớ lại hai ngón tay kia, đáy lòng của hắn đã có đáp án. Chẳng lẽ tên này đã đem tích góp cả đời để dùng trên 5 ngón tay của mình rồi đấy chứ? Hứa Thanh nhớ lại lần đầu Hoàng Nhất Khôn đến đây, nhớ lại thần sắc ngạo nghễ của gã khi giơ 5 ngón tay lên. Hắn cảm thấy 8-9 phần 10 là như vậy rồi. Cũng là kẻ đáng thương, vậy mà lại dám chủ động lộ ra bảo vật trước mặt đội trưởng. Hứa Thanh lắc đầu, lấy ra những bình bình lọ lọ trong nhẫn chữ vật, sau khi kiểm tra kỹ hơn một hồi thì cuối cùng trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Phần lớn những đan dược đều có tác dụng chữa thương, nhưng mà trong này còn có một bình nhỏ. Bên trong chứa một khối đan dược mà Hứa Thanh rất quen thuộc, chính là loại đan dược dùng để mở pháp khiếu từng thấy ở trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Hứa Thanh không chần chừ, lập tức xuất khỏa đan này ra kiểm tra một chút, sau khi xác định nó với khỏa lúc trước tương tự như nhau liền trực tiếp ném vào trong miệng. Hắn biết loại đan dược này rất phi phàm, cũng đoán được đan dược này hẳn là loại mà thiên kiêu dùng để thời khắc mấu chốt đột phá giới hạn. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy, thay vì tạm gác lại về sau thì không bằng bây giờ ăn luôn thì tốt nhất. Trong khoảng thời gian này hắn luôn không ngừng luyện hồn và tu hành, cho nên đạo pháp khiếu thứ 89 cũng đã được trùng kích hơn phân nửa. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo ngay sau khi ăn khỏa đan dược kia, trong cơ thể của hắn lập tức vang lên tiếng nổ. Giờ phút này đạo pháp khiếu 89 lập tức mở ra, pháp lực tràn ra lập tức chảy, xuôi toàn thân Hứa Thanh. Mà dược hiệu còn thừa rất nhiều, giờ phút này bọn chúng đang lao thẳng oanh kích đến đạo pháp khiếu thứ 90, thân thể Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm giác rõ ràng được đạo pháp khiếu thứ 90 kịch liệt lay động và đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Tổng thể thì những khe hở này chiếm cứ một thành của mặt ngoài pháp khiếu. Rất nhanh theo dược lực bộc phát thì khe hở càng lúc càng nhiều, từ 2 thành tới 3 thành, 4 thành. Hứa Thanh hô hấp dồn dập toàn lực trùng kích, dần dần khe hở trên đạo pháp khiếu thứ 90 của hắn đạt đến trình độ 6 thành. Mà lúc này dược hiệu cũng không còn thừa mấy,
cuối cùng miễn cưỡng đạt đến trình độ bảy thành thì dược hiệu cũng tan biến. Đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng được bên trong đạo pháp khiếu thứ 90 ẩn chứa một luồng pháp lực kinh người. Cũng cảm nhận được từ đạo pháp khiếu thứ 60 thì 29 đạo pháp khiếu còn lại đều đang tràn ra những đốm lửa. Những đốm lửa này không ngừng hội tụ lại, giống như muốn hình thành đoàn mệnh hỏa thứ 3 cho Hứa Thanh. Nhưng bởi vì đạo pháp khiếu thứ 90 mới chỉ mở có một nửa cho nên đoàn mệnh hỏa thứ 3 mặc dù đang không ngừng ngưng tụ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể nào hình thành. Thời điểm trước đó Hứa Thanh cũng đã có chút cảm giác cấp bách trong lòng. Không phải nói bây giờ chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 kém có một chút như vậy, cho nên cảm giác cấp bách của hắn lúc này lại càng mãnh liệt hơn. Hôm nay nhất định phải mở ra cho ta. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, xuất ra ngọc giản truyền lệnh ra phía bên ngoài. Chuyển hết dạ kiêu mà các ti khác bắt được tới đây. Theo Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên bộ hung ti lập tức xuất động áp giải dạ kiêu từ các ti khác đưa vào bến cảng số 176. Mà đại lao bến cảng số 176 lúc này thật giống như đã trở thành một cái hắc động thật lớn, toàn bộ dạ kiêu sau khi đưa vào giống như đều bị cắn nuốt. Cứ như vậy, các ti không ngừng đưa phạm nhân dạ kiêu vào trong, vào ngày hôm nay khi hoàng hôn, theo ánh nắng chiều trên bầu trời rực rỡ. Trong đại lao bến cảng số 176, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở bên trong chợt mở mắt ra. Ngay khi hai mắt của hắn mở ra, một đạo ánh sáng tím mãnh liệt lập tức ầm ầm bộc phát từ trong đôi mắt của hắn ra ngoài. Lúc này pháp khiếu từ đạo 61 đến đạo 90 trong cơ thể hắn lập tức giống như là một tòa bếp lò. Tiếng nổ vang ngập trời vang lên, hỏa diễm kinh thiên động địa từ trong tràn ra và không ngừng hội tụ trong cơ thể của hắn. Cho đến thời gian một nén nhang sau, đoàn mệnh hỏa thứ 3 bỗng nhiên hình thành trong cơ thể Hứa Thanh. Ngay một khắc khi đoàn mệnh hỏa thứ 3 xuất hiện, trong cơ thể Hứa Thanh tựa như có tiếng thiên lôi vang vọng không ngừng nổ vang, toàn thân hắn rung động lắc lư. Trên người tản mát ra lực lượng hỏa diễm vô cùng kinh khủng, uy áp lập tức quét ngang bát phương khiến cho lao lồng bốn phía lập tức trở thành cho bụi, vách tường cũng đều hóa thành kết tinh màu đen. Nhưng Hứa Thanh đã sớm bố trí rất nhiều trận pháp ở trong này, mà bản thân đại lao cũng có trận pháp riêng của mình, cho nên chấn động nơi đây thủy chung chưa từng truyền ra bên ngoài. Đồng thời khi ba đoàn mệnh hỏa bên trong cơ thể hắn toàn lực thiêu đốt, hình ảnh thiên cung mơ hồ ở phía trên mệnh hỏa dường như cũng càng lúc càng hiển lộ rõ ràng hơn, gần như đã lộ ra một thành. Nếu nhìn từ một thành này có thể thấy thiên cung vô cùng mênh mông bát ngát, như điêu lan khắc ngọc, khí thế động trời, bên trên mơ hồ còn giống như có thụy thú bay múa, như hư như huyễn. Giải thích thụy thú nghĩa là thú may mắn, thú mang điểm lành. Hết giải thích, Hứa Thanh suy đoán, thiên cung có liên quan tới kim đan, mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi thiên cung. Cụ thể thiên cung là cái gì thì Hứa Thanh cũng không biết, nhưng hắn biết tám chữ này đại khái nói tới quá trình trúc cơ thuế biến thành kim đan. Ba đoàn mệnh hỏa, Hứa Thanh ngẩng đầu, kim ô sau lưng hiện ra bay múa phát ra gào thét không âm thanh, đuôi lửa khuếch tán bốn phía, tương dung với mệnh hỏa Hứa Thanh tản ra bên ngoài tạo thành một biển lửa bốc lên. Còn có từng mảnh lông vũ hình dạng đốm lửa bay lượn qua trước mặt Hứa Thanh. Nếu có họa sĩ có thể vẽ ra bức họa trước mặt này, cảnh tượng lưu lại nhất định sẽ tuyệt mỹ dị thường. Mà lúc này nếu như có ngoại nhân đứng ở đây và nhìn thấy một màn như vậy, nhất định tâm thần cũng sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời, bởi vì trước khi cả thân Hứa Thanh chìm vào hỏa diễm và kim ô, rõ ràng không hề tản ra bất cứ uy áp gì nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của hắn, cũng đủ để khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ trúc cơ cũng phải chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng. Thậm chí khi ánh mắt Hứa Thanh lưu động, bên trong lại có cảm giác một đời tuyệt thế giống như thánh quân tử của liên minh bảy tông vậy. Ba đoàn mệnh hỏa, một chiếc mệnh đăng, công pháp hoàng cấp. Đây là chiến lực năm đoàn mệnh hỏa. Thêm độc của hắn, gặp sáu đoàn mệnh hỏa cũng có lực để chiến một trận. Uy thế như vậy, tự nhiên có cảm giác tuyệt thế siêu phàm. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, người liệp dị môn tới một. Mắt thấy Hứa Thanh khủng bố như thế, cái bóng cũng tràn ra cảm xúc run rẩy, mà lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lại càng chấn động. Sau khi huyễn hóa ra ngoài thì lão mở to hai mắt, lúc này trong đầu của lão chỉ có tiếng vù vù, giống lâu, thấy.
Hứa ma đầu này nhất định là một con chân long, bên trong sách cổ đều viết như thế. Người có thể có tư chất tuyệt thế như vậy thì nhất định là nhân vật chính chân long, mà tên thánh quân tử kia. Có lẽ cũng vậy, nhưng đó là trong cuốn sách cổ khác. Để xem hai con chân long trong hai sách sổ này, ai mới là y kẻ mạnh hơn. Dợ. Cái bóng run rẩy, cảm xúc cũng có chút tán loạn. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi không có trào phúng cái bóng mà cũng đồng tình với nó. Lão biết sau khi hứa ma đầu thu nhận mình liền một đường hát vang, biến thành một người vô cùng đáng sợ. Hừ, chẳng lẽ ta có tư chất và vận khí vượng long trợ chủ. Sau khi trở thành chủ nhân của ta, người đó sẽ có thể càng ngày càng quật khởi. Trong khi cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều đang run rẩy hoảng sợ, bọn họ bỗng nghe được giọng nói thì thào của Hứa Thanh. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh híp hai mắt thành một đạo khe hở, ẩn dấu ánh sáng màu tím vào sâu trong mắt. Không sánh bằng thánh quân tử một người có thể trấn áp cả một ngọn núi. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều phương diện cần phải tăng lên. Ta phải nắm chặt thời gian nhen nhóm đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư, sau đó đi xem phía sau 120 đạo pháp khiếu là dạng tồn tại gì. Hứa Thanh cảm thấy những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông đều đang dừng ở 120 đạo pháp khiếu mà không có tấn cấp kim đan, trong này nhất định là có vấn đề. Mà trong ngọc giản hắn từng đọc miêu tả tu sĩ mở ra 120 đạo pháp khiếu không có nhiều lắm, nhưng hôm nay nhìn lại thì người như vậy ở trong đại lục vọng cổ cũng không phải là ít thấy. Mặc dù đều là con cưng của một tông, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chỗ này nhất định có vấn đề và nguyên nhân khác nữa. Mặt khác, độc của ta còn có thể càng dữ dội hơn một chút, ta cũng cần đại lượng độc thảo để cho tiểu hắc trùng cắn nuốt, khiến kháng tính của chúng nó càng ngày càng mạnh hơn, làm cho chúng nó có thể uẩn dưỡng quanh năm ở trong khỏa độc đan. Còn có một đao thái thương, đạo cơ duyên này cũng không thể cứ tiêu tán như vậy được, ta muốn đi tới nhiều đạo miếu thái thương hơn nữa để cảm ngộ thêm nhiều những đao khác. Như vậy xem ra, xác thực là ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh thở dài, dập tắt luồng ngạo nghễ vừa mới bốc lên khi chiến lực đạt tới 5 đoàn mệnh hỏa. Mà lão tổ Kim Cương Tông đứng ở một bên đang rất nghiêm túc cẩn thận xem xét biểu cảm của Hứa Thanh. Lão muốn xác định xem Hứa Thanh nói thật hay nói chơi cho mát, nhưng sau khi xem xét lão liền phát hiện, hình như Hứa Thanh thật sự cho rằng hắn là như vậy. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút buồn bực. Thế này mà còn yếu, dạng đó vẫn là yếu, vậy như thế nào mới là mạnh hả? Hình như Hứa ma đầu này lý giải sai lầm chỗ nào đó đối với định nghĩa yếu thì phải. Yếu, cái bóng bên cạnh cũng lâm vào bối rối. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Nếu như vẫn còn chưa đủ mạnh, vậy thì không thể để bại lộ nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc mắt nhìn cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh trên mặt đất. Lúc này bọn nó vẫn còn hoàn toàn ngây ngốc, trong lòng đều là mờ mịt. Cái bóng, ngươi che đậy kín kẽ mệnh đăng của ta lại, phải tăng thêm một tầng rồi tiếp đó che đậy thêm 10 đạo pháp khiếu cho ta. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng sau đó nhìn xung quanh, giơ tay vung lên thì lực lượng nóng bỏng bốn phía lập tức bị rút ngược lại. Không một chút mảy may nào bị tràn ra, toàn bộ lập tức hội tụ tới trên tay phải Hứa Thanh. Sau đó những luồng lực lượng này liền hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hứa Thanh đưa tay phải lên sờ, ngọn lửa này nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Mà đại lao bốn phía bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán, bùn đất lập tức trở thành cho bụi không có dấu vết. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều trận pháp từ trong túi chữ vật, bố trí lại trận pháp ở bốn phía một phen. Linh thạch trong túi của hắn rất là sung túc, cho nên lúc này hắn không hề keo kiệt cho trận pháp ở đây. Lúc trước hắn cũng đã mua rất nhiều, cho nên sau khi sửa chữa lại xong Hứa Thanh lại nhàn nhạt truyền lệnh ra phía ngoài, tiếp tục mang Dạ Cừu tới đây. Vì vậy rất nhanh đội viên bộ hung ti lại lần nữa đưa thêm phạm nhân vào trong nơi này. Mà khi đến gần đại lao bọn họ cũng chú ý tới bốn phía có dấu hiệu tan nát, mặc dù từng người đều rất kinh ngạc giật mình nhưng không ai dám đưa ra ý kiến gì cả. Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi qua, 3 ngày qua đi. Nhìn qua thì màn thách thức đến từ Liên minh Bảy Tông đối với Thất Huyết Đồng vẫn còn nóng bỏng như trước. Nhưng trên thực tế thì lúc này trong lòng những thiên kiêu đến từ Liên minh Bảy Tông có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra một việc, vậy mà Hoàng Nhất Khôn đã mất tích. Mà trước khi mất tích gã đã nói hai chuyện, một chuyện là tới chỗ Hứa Thanh để xử lý,
kêu người khác nhìn kết quả là được. Chuyện thứ hai là gã thông báo cho toàn bộ thiên kiêu rằng gã muốn đi thách thức ngọn núi thứ bảy, cũng kêu bọn họ chờ mà nhìn kết quả. Nhưng lúc này đã trôi qua mấy ngày mà bên trên ngọn núi thứ bảy không hề có bất kỳ kết quả nào đưa ra, còn Hoàng Nhất Khôn thì lại mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà thứ còn quỷ dị hơn chính là rõ ràng Thượng Tông Huyền U Tông lại hiếm thấy không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc này. Vì vậy, khi thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông nhìn tới ngọn núi thứ bảy và bến cảng số 176, trong mắt bọn họ đều mang theo một tia nghi ngờ cùng kiêng kỵ. Nếu nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ của mình chưa đủ. Những thiên kiêu này đều không phải người ngu, cho nên tự nhiên bọn họ đều hiểu cái đạo lý này, mà mặt khác ngọn núi thứ bảy lại không liên quan gì với bọn họ cả. Hứa Thanh cũng không có liên quan gì với bọn họ, cho nên cho dù chuyện này có lớn cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không muốn dính dáng vào. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện Sách Nói, miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 540, Người Liệp Dị Môn tới 2. Nhưng phụ mẫu sinh con trời sinh tính, người người đều khác biệt. Cuối cùng vẫn có một số người nhìn thấy tình huống như vậy thì vẫn không cách nào bỏ qua một chút lợi ích như cũ. Dẫu sao việc Hứa Thanh bắt Dạ Kiêu cũng khiến cho một số thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông không vui. Mặc dù không phải thiên kiêu nào của Liên minh Bảy Tông cũng có giao dịch cùng Dạ Kiêu, nhưng khách hàng lớn muốn mua dưỡng bảo nhân thì hiển nhiên không chỉ có một mình Tư Mã Lăng. Nhưng những người không muốn bỏ qua món lợi ích này đều đang chờ, đợi phản ứng của Liệp Dị Môn. Trong Liên minh Bảy Tông thì Liệp Dị Môn không phải là tông môn mạnh nhất. Nhưng nếu như luận trình độ kiêng kỵ của người bên ngoài đối với cái tông môn này, vậy thì nó không hề kém hơn bao nhiêu so với Lăng Vân Kiếm Tông. Bởi vì tông môn này luôn luôn lấy danh xưng là quỷ dị cùng với bao che khuyết điểm, cũng chính bởi vì như vậy nên không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn họ cả. Bởi vì một cái tông môn quanh năm giao tiếp cùng quỷ dị, trong ánh mắt của những tông môn khác nhìn tới, đám người Liệp Dị Môn đều là những tên điên. Khác với cái điên của Ly Đồ Giáo, ít nhất Ly Đồ Giáo còn vì một cái lý tưởng mà làm ra các loại hành động điên cuồng, nhưng Liệp Dị Môn thì khác. Nhiều khi phương pháp hành động của bọn họ thì ngay cả Liên minh Bảy Tông cũng nhìn không thấu, thậm chí bên trong đệ tử của Liệp Dị Môn cũng đều xuất hiện tình huống không rõ được ý nghĩ của nhau. Cho nên, nhất định Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ việc Tư Mã Lăng bị trấn áp. Sự thật cũng đúng là như thế, 5 ngày sau, trên biển cấm ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng có một chiếc thuyền đơn độc vọt tới. Đây là một chiếc thuyền được chế tạo bằng xương trắng, thân thuyền không lớn chỉ có khoảng chừng 10 trượng trở lại, toàn thân dài nhỏ đồng thời thoạt nhìn tựa như một cẳng tay của một con thú lớn. Mà hai bên, xương thuyền của nó, cho dù là ban ngày cũng có thể thấy duỗi ra vô số quỷ thủ hơi mờ tung bay, không ngừng chạm vào trên biển giống như những chiếc chân sứa. Nhìn rõ hơn chút thì sẽ phát hiện số lượng quỷ thủ này sợ là trên mấy nghìn, chúng nó không ngừng uốn éo đưa chiếc thuyền xương này chậm rãi tiếp cận bến cảng Thất Huyết Đồng. Khác khi Liên minh Bảy Tông đến lúc trước, chiếc thuyền xương này rất khách khí, đến trận pháp ngoài bến cảng liền dừng lại, một nữ tử tóc đen mặc bạch y từ trong đi ra. Thoạt nhìn thì tuổi của nữ tử này không lớn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là sắc mặt cô cùng trắng bệch giống như không biết bao nhiêu năm tháng đã không nhìn thấy ánh mặt trời rồi vậy. Trong tay nàng cầm một cây ô miễn cưỡng che đỉnh đầu, nếu như quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy trên cây ô này vậy mà tồn tại vô số những gương mặt quỷ dị. Chúng nó vừa khóc vừa cười, thi thoảng còn cắn xé lẫn nhau trông vô cùng dữ tợn. Chỉ thoạt nhìn qua đã làm cho lòng người bàng hoàng, nhưng mỗi khi nữ tử bạch y này nhẹ tay chuyển động cán ô, toàn bộ gương mặt phía trên đều sẽ run rẩy lộ ra vẻ hoảng sợ. Liệp Dị Môn, Tư Mã Như, bái phỏng Thất Huyết Đồng. Bên ngoài trận pháp, nữ tử bạch y nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng lành lạnh tựa như một trận gió lạnh thổi qua. Rất nhanh thì trận pháp mở ra, chiếc thuyền xương bồng bềnh lướt tới, nơi cập bến của chiếc thuyền này là bến cảng số 176. Một khắc khi tới bờ, nữ tử bạch y cầm ô liền lặng lẽ đi lên bờ, một đường chậm rãi đi về phía bộ hung ti bến cảng số 176. Tóc nàng rất dài buông xuống tới mặt đất, những nơi đi qua mặt đất đều lập tức nhúc nhích tựa như bị hoạt hóa một nửa. Từng hắc cầu tựa như người tí hon với mặt quỷ chui ra, hoạt bát lanh lợi đuổi theo nữ tử váy trắng, trong miệng còn truyền ra một bài đồng dao quỷ dị. Một cục xương nhẹ nhàng vỗ, hai con ngươi bay ra ngoài, ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi.
mau tới liếm. 5 bằng hữu khí lực lớn, 6 tay nhỏ thò vào móc. Bài đồng dao này tựa như được vô số đứa trẻ cùng hát vậy, vô luận là thanh âm hay là câu cú đều tràn đầy cảm giác âm u, khiến cho mọi người xung quanh những nơi nữ tử bạch y đi ngang qua đều bị dọa sợ, tất cả đều vội vã rút lui, không ai dám tới gần. Cứ như vậy nữ tử bạch y này đi thẳng một đường, càng lúc càng gần bộ hung ti trong bến cảng số 176. Mà tin tức nàng đến thì những thiên kiêu kia của Liên minh Bảy Tông đã biết được từ trước, cho nên lúc này từng người đều đang nhao nhao đứng quan sát từ xa, mỗi người đều tự hít vào một hơi. Tư Mã Như của Liệp Sĩ Môn, thân tỷ tỷ của Tư Mã Lăng, còn là đạo tử thiên kiêu đời trước của Liệp Sĩ Môn. Nghe nói sau khi nàng tấn cấp kim đan đã luôn bế quan không ra ngoài, muốn trùng kích thiên cung thứ hai. Thế mà nàng ấy lại đến. Người tới không phải bản thể của nàng, mà là một cái phân thân quỷ dị của nàng mà thôi. Ta từng nghe nói qua về đạo phân thân này. Đạo phân thân này là do lúc còn trúc cơ thì Tư Mã Như lấy một cục xương của bản thân ra để luyện chế, sáp nhập quỷ dị vào. Mặc dù không đạt được chiến lực kim đan, nhưng nghe nói có thể bộc phát ra lực lượng trấn áp 4 đoàn mệnh hỏa. Có lẽ không đạt được chiến lực 5 đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng là chiến lực cao hơn hẳn so với 4 đoàn mệnh hỏa, như vậy cũng đủ để trấn áp 4 đoàn mệnh hỏa rồi. Những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông nhanh chóng truyền âm lẫn nhau, sau đó riêng mình chấn động trong lòng, nhưng bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần. Bởi vì đám người Liệp Sĩ Môn đều là đám điên, bọn họ lo rằng sau khi đối phương trấn áp Hứa Thanh, đánh quá cao hứng rồi cũng tiện tay trấn áp bọn họ luôn. Mà giờ khắc này trên đầu đường bến cảng số 176, nữ tử bạch y khiến cho những thiên kiêu vốn rất kiêu ngạo của Liên minh Bảy Tông cũng phải kiêng dè. Lúc này phía sau nàng càng lúc càng nhiều hắc cầu với mặt quỷ đang đi theo hát tới hát lui. Trong khi bài đồng dao chúng nó hát ra càng lúc càng âm trầm, nàng cũng đã đi tới trước cửa lớn của bộ hung ti. Trên đỉnh đầu của nàng mơ hồ có khói đen che phủ, đám khói vô cùng to lớn, bên trên huyễn hóa ra mặt quỷ dữ tợn bao trùm toàn bộ bộ hung ti. Trước cửa bộ hung ti, không có một ai. Cửa lớn rộng mở, có thể nhìn thấy trên vị trí đầu não trong phòng tiếp khách có thân ảnh của một thiếu niên tuấn lãng phi phàm đang ngồi. Hắn ngồi cách một căn đại viện, mặt không cảm xúc nhìn về người tới phía ngoài. Thân sắc của nữ tử bạch y vẫn như thường, ngóng nhìn thiếu niên bên trong, hồi lâu gương mặt trắng bệch hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn vô cùng đúng mực, đồng cũng còn hiện lên sự thanh nhã tựa như một vị tiểu thư khuê các vậy, nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta tới để đón đệ đệ của ta, về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.